Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyên đang trình diễn và biểu diễn chất súp, còn một cà súp đến từ Mỹ, thương hiệu JBL, có mã cực cao cấp, đó là SB128S, dùng cổ bát cao nhất hết số 22422BL. Bác hãy cắm iPhone xịn làm dùng hoặc là iPhone thắt dây an toàn và giữ chắc bay không nhé. Nghe tiếng bát nó thả, tiếng bát nó đá và tiếng bát nó đống không chịu được luôn. Và anh ấy phối hợp với đô la phố số 4722A để trợ lời tăng độ công hưởng và số về thật không chịu được mà chắc linh đúng là mấy nghìn. Trong clip này em thử điểm và giới thiệu bác quả súp kép nhé. Quả súp kép 50 đến từ Mỹ đây. Con này nó sườn của bác là cao cấp nhất. Nó là 2242HBL, tức là cao nhất và cuối cùng của đời từ thường. Sản xuất tại Mỹ luôn, con này hay lắm. Và anh Nguyễn đang phối ghép với củ đẩy Multimity 4300. Con này em đánh thì nó Mỹ ra âm mới nhé. Một con đẩy em đánh 3 kênh, còn kênh bổ sống này. Đấy, bác cần bộ ngoài này, hoặc bộ này alo cho em nhé. 4733A có giá, mức giá là dưới 50 triệu một chút. Con này là giá là 26 triệu nhé. Bây giờ là phần 2 em tháo thất của cặp súp này. Bác nào có nhu cầu chốt nhé. Đây là dòng súp hiếm nhé. Nó không có nhiều đâu. May em về được quả, nhập là rẻ bán rẻ các bác để chơi thôi nhé. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyễn đã giới thiệu về một quả súp kép đến từ Mỹ, thương hiệu JBL, có mã là SB128S. Một dòng súp có mã cao nhất và cuối cùng trong dòng từ thường. Thì với dòng súp này, nó cho một lực đánh đi xa, đánh sâu, đánh mạnh và uy lực. Các bác có thể chơi được các cái quán như ba bắp sàn ngoài trời trong nhà, đảm bảo nó cho một tiếng súp đánh cực kỳ được uy lực, mạnh mẽ, mềm mại. Thì ngày nay về một quả súp tình trạng đẹp xuất sắc nhé, không tí vết. Như em đã được nghe và em đã test thử thì với quả súp này có thể đánh trên cơ những quả súp Rexo nhé, là S600. Nếu các bác mà bỏ ra số tiền khoảng tầm gần 60 triệu thì bác mua được quả súp Rexo, nhưng con này chỉ tầm giá hơn 20 triệu thì bác sẽ sử dụng một quả súp bánh cực kỳ là uy lực, mạnh mẽ và hay. Thì với quả súp này bên em đẹp về trong tình trạng đẹp xuất sắc nhá, có thể nói đẹp không tì vết. Anh em quan sát này, đây chính là thùng vỏ đó, nó sở hữu một cái thùng gỗ ép cao cấp đấy. Như em được biết thì đây là một cái dòng thùng được đưa lên cái dàn thủy lực ép hàng trăm tấn nhá, cũng như cái keo đặc biệt của nó, do vậy nó không bằng ngâm nước, không bằng nó bị mục giữa theo thời gian. Đấy, chịu nước và bông nó màu tím rất đẹp nhá. Nếu để đứng này thì rộng là 57, sâu là 57, cao 1m22, tức là cái kích thước mà độ rộng độ sâu đều 57 nhá, cao 1m22 bắt nằm xuống này rất đẹp luôn.
Với đánh sự kiện vừa vừa ấy thì bác chỉ cần một quả súp này nên là bảo bác là đủ về lực đánh luôn. Và súp Mỹ nó đánh được kinh kinh khủng các bác nhá. Mà trong nhà bác nghe nhỏ lông hay, súp Mỹ đặc biệt nó nhỏ lông hay luôn nhá. Đó, thùng thì sơn sần nhựa trong giáp này, đẹp dã man luôn này. Không tí vết. Bác nhìn bộ thùng chưa? Nó đẹp. Đây là phiên bản cao cấp mà bác. Đó. Con này thì không tí vết nữa nhá. Hỗ trợ hai cổng vào. Đấy. Hai cổng vào. Mã là SB128 Made in UK. Lắp ráp tại Anh Quốc nhé. Bóc ra trong này là UDA nhé. Nếu bóc ra này là UDA nhé. Đấy, đây dán nhà, nhà hãng dán chứ không em dán nhé. Đó, một quả diễn ra đẹp xuất sắc luôn. Anh em xem này. Con này thì các bác không thể chơi được. Và cực kỳ hiếm nhé. Những quả súp này hiếm lắm. Hiếm lắm nhưng không phải dễ đâu. Đấy, đẹp không? Lỗ thông khí phía trước, chắn bụi và e căng. Nó xuất sắc. Và tại sao em nói cái quả súp này nó là có mã cuối cùng và cao nhất trong đời thường thường? Đầu tiên là sự hữu một cái cổ từ 220, họng 100 và xương vuông. Mà nhìn này. Đây chính mã nhá. Mã là 2242PL. Nếu như các bác mua một quả súp đơn 4718X. Quả đơn ấy thì bác phải chi phí ra tầm hơn 20 triệu. Khoảng 223 triệu thì bác có thể mua được quả súp đơn. Nó sử dụng một cái cổ bát là 2242PL. Đó các nhá. Nhưng đây một quả súp kép. Em bán giao lưu cho các bác. Giá cực kỳ tình yêu. 26 triệu bao ship. Đấy. 26 triệu bao ship một quả súp này nhá. Bác mua một quả súp đơn thì như mới em bán tầm 223 triệu. Đấy nó thẳng bác. Nếu mà cái mã là 2242PL này, còn 2241PL thì nó là đi bằng. Nó rẻ hơn nhá. Đấy đi 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 nhọn. Đó. Sản xuất tại bang California, USA. Nó tình trạng đẹp xuất sắc, màng zin mới này. Đây. Đấy. Lét căng như súp mới luôn. Phần trăm thì con này nó phải tầm 99,9% nhá. Nếu mà xét phần trăm ấy nó thì nó đẹp lắm. Ui giời. Bao zin tuyệt đối anh em luôn. Màng bác nhìn đẹp chưa? Đấy, trong phao này. Rồi. Màng sóng gân nội tầm dầu. Đây, offer đẹp con này. Đây là do anh em ta quét cái dưỡng gân mà. Thế là nó chắc vô tình rơi nó cháy thôi. Đấy. Ria rất là nhỏ này. Con này thì xuất sắc rồi. Bác không có chê được cổ súp này. Nói chung độ đẹp nó có nguyên bản luôn nhá. Đẹp lắm. Quả thứ hai cũng vậy luôn nhá. Xuất sắc luôn. Cổ bát là 2242SBL. Cao nhất trong đời thị trường luôn nhá. Tiếng bát còn đánh nó lực lắm. Đấy. Giá là 26 triệu. Ai nào có chốt thì chốt luôn nhá. Chứ cái này không có quá nhá. Nó không có đâu. Nó đẹp này không có nhưng mà giá này rẻ. Em bán gọi là bán giao lưu thôi. Thằng tương tác thôi. Đấy, bác nào muốn đánh những cái cặp như là 4726A hoặc là đánh 4735A ấy, hoặc là đôi súp hoặc là full này và đánh con súp này thì đúng rồi. Hết đỉnh mới nhá, hết chóp luôn. Tất cả ba bắp anh hết. Thì đây toàn bộ cấu hình mình nó quay. Đó, bác là nhu cầu chuyển khoản cho em 2 triệu nhá, là tôi lặng. Đó. Một quả duy nhất. Bác nhá, mã là SP128S. Đấy. Cổ bát là 2242SBL, cao nhất trong giới thường thường. Không có nào cao cấp bằng. Hết số, hết điểm rồi nhá. Anh Nguyễn cảm ơn các bác theo dõi video này nhé.